tạo hình của Trần Hạo Dân trong Tân Lục chỉ cầm 3 bị chê. Phim truyền hình Tân Lục chỉ cầm 3 do Vương Tinh sản xuất chuẩn bị lên sóng sau 4 năm nằm kho. Ngày 17 tháng 2, trang 163 đưa tin bộ phim truyền hình Tân Lục chỉ cầm 3 tung loạt ảnh mới của dàn diễn viên chính gồm Trần Hạo Dân, Hồ Nhiên, Trịnh Bằng, Thẩm Giao, Ngô Vũ Đồng. Phim do đạo diễn Hồng Kông Vương Tinh chỉ đạo. Sina cho biết thêm Tân Lục chỉ cầm 3 được sản xuất từ năm 2018. Hiện tại, phim dự tính phát sóng trên các nền tảng trực tuyến. Ngoài Vương Tinh đóng vai trò nhà sản xuất, đạo diễn Quách Hổ Châu Sinh Như Cố cũng hợp tác chỉ đạo dự án. Theo 163, dàn diễn viên tham gia trong phim đều là các gương mặt mới, không được khán giả biết tới. Người duy nhất có danh tiếng là Trần Hạo Dân. Trong phiên bản truyền hình Lục chỉ cầm 3, 2004, Trần Hạo Dân vào vai Lữ Lân, em của nữ chính Dương Tuyết Mai, Ninh Tịnh đóng. Ở dự án mới, Trần Hạo Dân thể hiện vai cao thủ võ lâm Đông Phương Bạch, trưởng môn phái Thiên Long. Nữ chính Vân Miểu Miểu do Hồ Nhiên đảm nhiệm, nam diễn viên trẻ Trịnh Bằng đóng vai Viên Phi. Nguồn tin đánh giá trang phục của dàn diễn viên mang nhiều nét hiện đại, không có khí chất cổ trang, vai Viên Phi của Trịnh Bằng cắt tóc ngắn. Trong khi đó, Trần Hạo Dân lộ dấu hiệu tuổi tác, tạo hình bị đánh giá xấu. Dàn diễn viên nữ được khen có tạo hình đẹp hơn. Trước Tân Lục chỉ cầm 3, vào dịp Tết Dương lịch, Vương Tinh từng ra mắt hai phần phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký nhưng đều thất bại thảm hại. Hai dự án nhận điểm chất lượng trên đo bình thấp dưới mùng 4 tháng 10, tạo hình, diễn xuất, cách lựa chọn vai diễn của Vương Tinh bị đánh giá không phù hợp. Lục chỉ cầm ma kể về những cuộc chiến khốc liệt giữa các môn phái giang hồ. Trong đó, Thiên Ma Cầm Bảo Vật Trấn Sơn của phái Thiên Long là một cây đàn ma quái đã tuyệt tích. Nó từng gây ra nhiều cái chết thảm khốc cho các gia tộc. Trong các phiên bản trước, nữ chính là Tuyết Mai và em trai Lữ Lân lạc nhau. Tuyết Mai trở thành nữ ma đầu, trong khi em trai vì không nhận ra nên quyết tâm đối đầu với cô. Tuy nhiên, theo đạo diễn Vương Tinh, Lục chỉ cầm ma phiên bản mới sẽ có nhiều chỉnh sửa về nội dung. Phim dự kiến sẽ có 38 tập. Tiểu thuyết Võ Hiệp Lục chỉ cầm ma của nhà văn Nghê Khung đã nhiều lần được đưa lên màn ảnh. Trong đó có các phiên bản của Ngô Khải Hoa, 1985, Lâm Thanh Hà, 1994 và Ninh Tịnh, 2004. Riêng bản của Lâm Thanh Hà, Nguyên Bưu, Lưu Gia Linh được xếp vào hàng kinh điển trong dòng phim võ thuật.